Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ hoàng đạo để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chọn ra cho mình được những cái giờ tốt. Như quý vị đã biết, cái việc thắp hương nó bắt nguồn từ rất lâu đời và được duy trì cho đến tận ngày nay. Cái nén hương đổ lễ dâng lên trên ban thờ thần Phật gia tiên chính là cái nhịp cầu kết nối giữa cái thế giới hữu hình và thế giới vô hình, giữa âm và dương, giữa người sống và những người đã khuất. Bởi thế mà vào các ngày lễ Tết Dỗ Chạp, ngày rằm ngày mùng 1 ấy, thì người dân Việt Nam có thói quen thắp hương để tưởng nhớ đến gia tiên, cầu bình an cho gia đạo. Thì đây là một cái nét đẹp văn hóa góp phần bảo tồn cái giá trị bản sắc dân tộc, chứ không hề mang cái tính chất là mê tín dị đoan. Việc dâng hương, dâng đổ lễ thì nói chung ấy, thường là chia làm hai mục đích. Một là để cúng bái âm giới, tức là cõi âm, tức là dành cho những người đã khuất. Thứ hai là để cầu khấn thần Phật, thần tiên, Bồ Tát, đấy, cũng là các vị Phật tổ. Và dù với mục đích gì thì chăng nữa, thì khi thắp hương, nếu mà quý vị chọn được những giờ hoàng đạo, những giờ tốt, thì mọi việc nó cũng sẽ được suôn sẻ, thuận lợi và hanh thông. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch sắp tới đây, nếu mà gia chủ thắp hương vào đúng 3 giờ hoàng đạo này, thì cả nhà sẽ được hưởng phú quý giàu sang. Vậy đó là những giờ hoàng đạo nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư để mà tìm ra cho quý vị và các bạn những giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. Thắp hương trong ngày 1 tháng 4 âm lịch nhé. Thì quý vị hãy mở trang 129. Đấy. Ở cái số thứ tự thứ 9 ấy, nó là ngày nhâm thân, để chúng ta cùng xét về cát hung trong ngày cũng như là gì? Trong ngày thì có những cái giờ tốt nào nhá. Thì quý vị biết ấy, cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch thì nó là ngày nhâm thân, nó rơi vào ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch. Cái ngày nhâm thân thì quý vị biết chúng ta có nhâm thủy thân kim, đúng không ạ? Kim thủy tương sinh, tức là gì? Hôm nay là ngày nghĩa nhật. Nạp âm của ngày nó là kiếm phong kim, nó kỵ tuổi bính dần, tuổi canh dần. Ngày thuộc hành kim thì nó khắc hành mộc, đặc biệt các tuổi mậu tuất thì nhờ có kim khắc mà được lợi. Ngày thân thì lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn trở thành thủy cục. Thân thì xung với dần, hình dần, hại hợi, hình hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Trong ngày 1 tháng 4 ấy, ngày 1 tháng 4, tháng 4 đó là tháng tỵ đúng không ạ? Chúng ta có trực là gì? Kiến trừ mãn bình đúng không ạ? Nó là trực, trực bình. Và có sau cơ là cái sau cát trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày nhâm thân này, cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch ý, nó vẫn là cái tiết khí của tiết khí lập hạ nhé. Tiết lập hạ nó khởi từ ngày mùng 5 tháng 5, mà cái ngày mùng 1 tháng 4 nó là ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ? Như vậy là gì? Nó chuyển tiết khí được 3 ngày, nó vẫn được tiết lập hạ nhé. Thì để xét được cái giờ tốt thắp hương thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét về cái cát hung trong ngày đã, đúng không ạ? Thì trong cái ngày nhâm mùng 1 tháng 4 âm lịch, ngày nhâm thân ấy, chúng ta sẽ có cát thần sau này. Các cát thần này có lục hợp này, có minh phệ này. Đấy. Có ngũ phú, có thất thánh, có thần tại, có trừ thần, có tướng nhật, có tục thế, có đại minh. Đó, đó là những cái cát thần. Còn hung thần trong ngày hôm nay thì có gì? Có băng tiêu ngọa hãm, có cửu khổ bát cùng, có du họa, có giao long, hoang vu, có hoành thiên chu tước, có huyết kỵ, hà khôi, ly khoa, mộc mã sát, nguyệt hình, nguyệt hư, ngũ ly. Ngũ ly thì nó kỵ cưới hỏi quý vị nhé. Là ngày phục nhật, đấy, phục tang, thiên cách, thiên hình, thổ ngân. Tứ đại kỵ thì nó kỵ giá thú. Như vậy là ngày hôm nay mà giá thú thì nó cũng không tốt đúng không ạ? Và gì? Và có tử thần nữa. Như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cát hung trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, đúng không ạ? Mùng 1 tháng 4 âm lịch. Vậy thì sau khi mà xét về cát hung trong ngày ấy, thì từ đó chúng ta sẽ có những cái cơ sở đánh giá và chọn được ra những giờ tốt lành nhất đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng xét về cái giờ tốt nhé. Cái giờ tốt từ giờ tí đến giờ hợi, xem là trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, ngày nhâm thân này, thì chúng ta sẽ có cái giờ nào tốt nhất. Thì quý vị hãy mở trang 129 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. Trong ngày có đầy đủ tất cả các loại ngày tốt đều cho quý vị lựa chọn. Vậy nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, thì để tìm ra cái giờ tốt thì quý vị hãy mở trang 129 nhé. Bắt đầu chúng ta cùng xét từng giờ một này. Thì giờ đầu tiên chúng ta xét là giờ tí đúng không ạ? Giờ tí thì trong cái ngày 1 tháng 4 nó là giờ canh tí, từ 23 giờ đến 1 giờ.
Thì giờ Canh Tý ấy, nó có sao nhỉ? Có Thanh Long, có Tam Hợp, có Đế Vượng, có Tham Lang, có Quả Tú, đấy, Địa Binh. Nói chung ấy, cái giờ Tý trong ngày Thân thì nó là giờ tốt, là giờ rất là khá là tốt. Nhưng mà cái tầm này thì người ta cũng không thấp hơn giờ này. Đó. À, tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét là giờ Sửu. Giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ thì nó là giờ Tân Sửu. Giờ Tân Sửu thì có các sao như là có Minh Đường này, có Thiên Quan Quý Nhân này, có Tứ Đại Cát Thời này, có Hữu Bật này, có Thủy Tinh này. Giờ Sửu cũng khá là tốt, rất là tốt luôn ấy. Có rất nhiều cái cát tinh. Nhưng mà quý vị cũng thì cần phải lưu ý nhé. Trong giờ này thì người ta cũng thường là không thắp hương vào giờ này. Đó. Tiếp theo giờ thứ 3 chúng ta xét là giờ Dần. Giờ Dần ấy, giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. 3 giờ 5 giờ sáng thì có các sao như là có Thiên Hình đúng không ạ? Có Thời Pháo, có Thời Hình, có La Thiên Đại Thoái, có Triệt Lộ Không Vong, có Thiên Tặc, Thái Âm. Nói chung là cái giờ Dần này, Dần Thân là tương xung, nên là cái giờ này cũng khá là xấu. Đấy, chúng ta không dùng nhé. Ngày Thân thì quý vị kỵ giờ Dần nhé. Kỵ giờ Dần. Đó. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ tiếp theo là giờ Mão. Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, nó là giờ Quý Mão. Thì nó có các sao như có Chu Tước, có Triệt Lộ Không Vong. À, nhưng mà bên cạnh đó nó lại có Thiên Ất Quý Nhân, đấy, có Tham Lang, có Mộc Tinh. Nói chung ấy, giờ Mão thì quý vị có thể là tiến hành thắp hương được nhá. Nó cũng không phải là giờ tuyệt đối tốt, nhưng mà nó vẫn là một cái giờ mà quý vị có thể thắp hương được. Đây tử thông ghi ra là 5 đến 7 giờ sáng. Đấy, giờ tốt đầu tiên là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ Mão. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến giờ Thìn. Giờ Thìn ấy thì nói chung ấy là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. 7 giờ đến 9 giờ sáng. Nó là giờ Giáp Thìn. Thì trong cái ngày nhâm thân giờ Giáp Thìn nó là một cái giờ mà có thì có Kim Quỹ Hoàng Đạo, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Hữu Bật, đấy, Kế Đô Nhật Mộ. Nói chung ấy, cái giờ 7 đến 9 giờ sáng cái ngày mùng 1 tháng 4 là giờ cực tốt nhá. Đấy, tử thông viết ra đây. Giờ tốt thứ hai là từ 7 giờ đến 9 giờ. Là giờ Hoàng Đạo đấy, giờ đại cát luôn đấy, đại cát Hoàng Đạo luôn. Thì quý vị có thể là nếu mà sắp xếp thời gian ấy thì có thể là gì tiến hành vào cái giờ này cũng được gì thuận lợi may mắn và anh thông nhá. Đến giờ tiếp theo này, nó là giờ Tỵ. Giờ Tỵ thì nó là 9 giờ đến 11 giờ, nó là giờ Ất Tỵ. Thì trong cái giờ Tỵ nó có các sao như là có gì? Có Thiên Đức. Đấy, có Thiên Đức Bảo Quang Tinh đấy, có Thiên Ất Quý Nhân, có Quý Đăng Thiên Môn, có Lục Hợp, có Tả Phụ, có Hà Khôi, có Thổ Tinh, Kiếp Sát, Thiên Tặc. Nói chung cái giờ này cũng là giờ đại cát nhé, giờ đại cát Tỵ Thân Lục Hợp. Vậy nên là gì? Giờ tốt thứ 3, đấy, thứ 3. Thì nó là từ 9 giờ đến 11 giờ. Nó cũng là giờ đại cát. À, tiếp theo chúng ta xét đến giờ Ngọ. Giờ Ngọ là từ 11 đến 13 giờ, nó là giờ Bính Ngọ. Giờ Bính Ngọ này có các sao như có Bạch Hổ này, có La Hầu này, có Cô Thần, có Thiên Binh, có Hỷ Thần, có Đường Phù. Nói chung ấy, cái giờ Ngọ trong cái ngày mùng 1 nó là giờ cũng khá là xấu. Quý vị không nên thắp hương giờ này nhá. Tiếp đến chúng ta xét đến 13 giờ đến 15 giờ, đó là giờ Mùi. Giờ Mùi là từ 13 đến 15 giờ nó có các sao như là có Ngọc Đường. Đấy, có Thiên Quan Quý Nhân ấy, có Tứ Đại Cát Thời, có Thiên Sáng Ngũ Hợp, lại có gì có Quốc Ấn, có Vũ Khúc. Đấy, có Kim Tinh, có Thiên Cẩu Hạ Thực. Nói chung cái giờ Mùi này cũng là một cái giờ tốt nhá, nó cũng là giờ đại cát đấy. 4 là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì cũng là giờ đại cát, giờ Hoàng Đạo. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến giờ Thân. Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ, nó là giờ Mậu Thân. Giờ Mậu Thân thì từ 15 giờ đến 17 giờ nhé, là giờ Mậu Thân ấy, thì nó có Thiên Lao, có Ngũ Bất Ngộ, có Lục Mậu, có Lôi Binh. Đấy. Mặc dù nó có Thái Dương, có Trường Sinh, nhưng mà gì, nó cũng là một cái giờ rất là xấu, quý vị không nên dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ tiếp theo là giờ Dậu. Giờ Dậu thì là từ 17 giờ đến 19 giờ. Thì nó có Huyền Vũ Hắc Đạo, có Hỏa Tinh, có Cổ Mộ Sát, có Cửu Sú, có La Thiên Đại Tiến. Nói chung là cái giờ Dậu cũng là giờ khá là xấu. Tiếp theo chúng ta sẽ xét đến giờ tiếp theo, đó là giờ Tuất. Giờ Tuất thì nó có Tư Mệnh Hoàng Đạo, có Tứ Đại Cát Thời, có Thủy Tinh, có Minh Tinh, có Ngũ Quỷ, có Tuần Trung Không Phong, có Địa Binh. Nói chung cái giờ này cũng là giờ trung bình. Nhưng mà cái buổi tối là 19 đến 21 giờ thì thường người ta cũng không thắp hương nữa. Nên là quý vị bỏ qua nhé, tử thượng không xét. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Hợi. Giờ Hợi thì nó có Nhật Mã, lại có Tuần Không. Đó. Nó có Câu Trần, nó có Ngũ Quỷ, có Thời Hình, Thời Hại, có Thiên Cương, có Tuần Trung Không Vong, có Thái Âm, Ngũ Phủ và Nhật Lộc. Nói chung ấy, giờ Hợi này cũng là cái giờ cũng khá là muộn nên thường là gì chúng ta cũng không thắp hương vào giờ này. Đó. Như vậy là gì? Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch ấy
thì chúng ta sẽ có ba cái khung giờ đại cát để thắp hương nhé. Có ba khung giờ đại cát để thắp hương. Giờ tốt đầu tiên đó là 7 đến 9 giờ. Đấy, đó là giờ Thìn. Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ. Và giờ tốt thứ ba là giờ 13 đến 15 giờ, đó là giờ Mùi. Thì đây là ba cái khung giờ đại cát để cho quý vị thắp hương. Đấy, để mọi việc được hanh thông thuận lợi. Thì ngoài ra ấy, nếu mà quý vị có việc phải đi sớm ấy, thì quý vị cũng có thể thắp hương vào 5 7 giờ sáng. Đó. Để gì? Đây cũng là một khung giờ mà quý vị có thể thắp hương được, cũng không quá là xấu nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những khung giờ tốt để thắp hương bằng cách sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư để mà chọn ra cho quý vị những cái giờ thắp hương chuẩn nhất, mang lại cái cát lợi, may mắn, hanh thông cho gia chủ. Thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư để chọn ra cho mình những cái ngày giờ tốt. Đấy, để quý vị tiến hành làm mọi việc một cách chủ động hơn mà không bị phụ thuộc vào bất cứ ai. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.